Mình bắt đầu buổi học nha các bạn. Các bạn nhìn thấy được màn hình với lại nghe được âm thanh phía bên cô chưa? Dạ thấy cô. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm trước mình dừng lại cái việc đó là mình đi xong cái phần ý tưởng và cái cách duyệt dò tìm của cái anh đó là duyệt theo chiều rộng, tức là PFS. Như vậy thì bạn nhớ đó là cái tính chất của nó là nó duyệt các cái nút ở trên một cái mức, hay nói nôm na nó dựa trên cái tính chất kề để nó duyệt bắt đầu từ cái đỉnh ở vị trí nào. Nó sẽ thông qua tính chất các cái đỉnh kề xác định được bởi đó là cái danh sách kề hoặc là ma trận kề để nó cho ra được những cái giá trị, những cái đỉnh mà kề trực tiếp với nó. Tức là ví dụ cái đỉnh mà bắt đầu á, thì nó sẽ được gọi là mức 0. Thì những ai kề với nó sẽ là mức 1. Còn cái thứ tự của những cái đứa mà kề với nó được liệt kê ra đó thì nó sẽ tuân thủ theo đúng tính chất của cái việc bạn có lựa chọn danh sách kề hay không, hay là ma trận kề. Còn nếu như trong trường hợp mọi người không quy định về danh sách kề hay ma trận kề thì nó có rất nhiều những giá trị có khả năng xuất hiện, miễn sao nó đảm bảo những đứa đó sẽ là con trực tiếp, tức là nói nôm na là kề với lại cái đỉnh mình đang xét, tức là có khả năng rất nhiều trường hợp kết quả xuất hiện. Thì rõ ràng là trong những cái cách mà để hướng dẫn đi thực hiện cái việc xác định thì người ta lựa chọn hai cái cách, đó là ma trận kề với là danh sách kề để cài đặt. Thì đối với là cái việc đó là ma trận kề đó thì họ tiến hành họ cài đặt bằng cách là họ đánh các cái chỉ số, thì vô tình lúc đó tất cả những giá trị đỉnh ở trong đồ thị nó sẽ được ánh xạ về thành đó là một cái giá trị, đó là chỉ số index thứ mấy ở bên trong cái ma trận kề, để cái số thứ tự đó nó trở thành một cái thứ tự ưu tiên khi mà nó xét tính chất. Tại vì khi máy mà nó tiến hành nó xét cái việc là kề hay là không kề, nó chỉ dựa trên cái việc là các chỉ số nó như thế nào với nhau thôi. Thì chỉ số nó luôn luôn nó xét theo cái chiều phạm vi tăng dần, nó gặp anh nào trước thì coi như anh đó sẽ được liệt kê trước. À, đó là cái quy luật của anh nè. Rồi, vậy nói nôm na là mọi người cứ phải dựa trên cái kết quả của cái việc gì, ma trận kề hay danh sách kề. Còn nếu không có thì ở đây hoàn toàn nếu bắt đầu từ A thì thậm chí có thể có A, C, D, B, rồi lại đó là gì, F, E, hoặc là thậm chí có thể đó là E, F, rồi tới G. Đó là chuyện hết sức bình thường ha. Hoặc là có người còn họ còn sẽ ra đó là A, D, C, B, rồi lại G, E, F, hoặc là G, F, E. Chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, nên nó không có cái trường hợp mà có quy định gì hết. Thì miễn sao đó là mức 0 rồi đến mức 1, rồi hết mức 1 thì sẽ đến mức 2. À, cái đó là cái thứ tự mà quy luật để mình trả ra cái kết quả. Thì trên thực tế nếu như mà cái BFS này nó góp ở bên trong cái một cái anh danh sách theo kiểu trạng thái của lưu trữ cây đi, tức là cây nhị phân tìm kiếm đó, thì mọi người nhớ nó có các cái cơ chế dò, nó là theo kiểu đó là reorder, postorder và inorder. Reorder tức là coi như lúc nào nó cũng xét cái giá trị gì các bạn, mang yếu tố là nốt gốc nó sẽ được xét trước. Tức là ví dụ sẽ có đó là not left right hoặc là not right left, phải chưa? Tức là theo những thứ tự mình để đảm bảo cho cái việc đó là duyệt cái nốt gốc trước. Rồi còn nếu như mà theo cái việc những cái cơ chế mà để xét những cái tính chất của cái việc xem xét khác thì nó có thể thỏa tính chất của cái việc đó là gì, duyệt theo hình thái khác. Như vậy nếu như là bạn đảo ngược cái anh này lưu trữ theo trạng thái của cái việc đó là cây nhị phân tìm kiếm mà duyệt để dò tìm theo BFS thì như vậy nó sẽ thỏa tính chất của cái việc đó là gì các bạn, theo cái tính chất là postorder, xin lỗi, reorder, tức là mang tính chất là xét cái nốt gốc của mình trước. Cho nên nếu như mà sau này đi làm hay là đọc những cái tài liệu nó sẽ liên đới giữa những cái anh mà duyệt khái niệm đồ thị hay là duyệt trên cây nhị phân thì nhớ những cái tính chất của nó. Bây giờ mình đi vào cái việc là mình vận dụng cái tính chất mà mình đã quan sát được ở cái việc đó là trong các cái ví dụ để mình tiến hành mình thực hiện cái công việc đó là mình sẽ đi cài đặt. Như vậy mọi người thấy bây giờ mỗi một lần mà bạn duyệt một cái phần tử bắt đầu từ cái đỉnh nào, cái đỉnh đó sẽ trở thành nó là gì các bạn, thứ tự của cái giá trị mình sẽ duyệt lần tiếp theo. Và bạn rõ ràng ví dụ như bạn bắt đầu từ đỉnh A thì cái việc của mình á, là mình phải xem là cái đỉnh A của bạn nó sẽ mặc định là mức không. Như vậy thì đỉnh A sẽ là đỉnh đầu tiên được xét. Sau đó có phải là bạn phải tìm tất cả những đứa nào mà nó là kề với lại A. Như vậy nếu mà tìm được B kề với A thì có phải thứ tự tiếp theo được đưa vào là tới thứ tự của thằng B, tức là anh này. Tiếp tục tới kề tiếp theo sẽ là C, kề tiếp theo sẽ là D, nếu như mình có theo ma trận kề. Như vậy thì khi mà đã có được A, B, C, D thì cái việc mà nó xét đó là ở cái mức 2 á, thì nó sẽ theo thứ tự ưu tiên, tức là
nó sẽ lấy cái anh nào mà tạm gọi là đầu tiên được liệt kê trong mức 1 để đi tìm mức con của nó, tức là ở mức 2. Như vậy rõ ràng đầu tiên là có mức 0 thì coi như tìm được hết tất cả những đứa kề với nó, thì có phải là coi như cái anh này không còn là đứa cần xét nữa. Tức là bạn có thể bỏ nó ra khỏi cái hàng đợi mà ngồi đi chờ xét. Như vậy thì tiếp tục bạn lại bắt đầu bởi cái thằng 1. Nhưng mà thằng 1 này là thằng nào? Là thằng hồi nãy được đưa vào trong danh sách kết quả, mà đưa vào là con đầu tiên của thằng thứ 0. Phải chưa? Như vậy tìm con của B, tức là kề với B, thì rõ ràng là có C đó. Nhưng mà C mình coi nếu mà chưa có thì được đưa ra kết quả, được chưa? Nhưng mà nếu có rồi thì thôi, rồi sau đó sẽ tới gì? Tới D, đúng không? Nhưng mà tại vì B với D nó không có kề với nhau, cho nên tiếp tục là tới E. E thì coi như nó là cái gì? À, coi như một âm. Như vậy đây là thứ tự đưa vào thứ tư trong danh sách. Tiếp tục tới S thì không có, tới G không có. Như vậy coi như thằng B này nó hết, thì tiếp tục là coi như thằng này được đẩy ra khỏi cái hàng chờ để đi tìm giá trị đỉnh kề. Tiếp tục vị trí tiếp theo là cái thằng C, thì C có kề với E, có kề với F. E thì đã có rồi, và F chưa có thì cho F đi ra. Như vậy F chính là vị trí thứ năm được đưa vào danh sách đi tìm. Rồi sau đó là tới D, tới D thì coi như D có rồi. À, sau đó tới G, G không có. Vậy tiếp tục hàng đợi tiếp theo để đi tìm đứa kề chính là thằng D. Thì D có kề với G thì liệt kê G, như vậy nó dừng, tạm dừng. Chứ nếu nó chưa đủ số đỉnh thì lúc đó lại phải làm sao? Nếu D xong rồi thì lại tới E, được chưa? Rồi E xong rồi thì sẽ tìm tới kề của F. Như vậy cái thứ tự này các bạn giống như trang, như là bạn xét đỉnh nào, bạn cho nó vào một cái danh sách. Cái danh sách đó một xíu sẽ trở thành, đó là cái đứa nào mà được đưa vào trước sẽ được lấy ra để đi tìm đứa kề của nó. Rõ ràng A được đưa vào đầu tiên, sau đó một xíu đi tìm những đứa nào là kề của A, tìm hết xong thì bỏ A ra khỏi. Sau đó tiếp tục lấy từ trong cái danh sách mà đi đưa vào là tới thứ tự thằng B, mấy thằng B, và tiếp tục đi tìm những đứa nào kề với B, đúng không? Rồi sau đó lại tìm tiếp tới C. Như vậy nếu hỗ trợ lưu trữ cho cái việc đó là mỗi một lần bạn xét đỉnh nào, bạn cần phải có ai đó lưu trữ thứ tự của các cái đỉnh mà để cho bạn xét, thì rõ ràng cơ chế này chính là cơ chế của cái việc gì các bạn? Ngăn xét, tức là của stack. Như vậy khi cài đặt với anh này, người ta đi kèm với lại một cái lượng thông tin nữa ha. Như vậy đầu tiên bước không, giả sử thằng S của mình là đỉnh bắt đầu, rõ ràng nếu như mà bạn sử dụng stack á, thì nó cũng được, tuy nhiên nó lại có một cái dở. Bây giờ mình cần đứa nào đưa vào trước á, nó sẽ ra trước. Như vậy stack thì sao? Danh sách hạn chế nó cũng phải được tính chất, nhưng mà stack nó lại là vào trước á, thì ra cuối, do cái tính chất là cứ mỗi lần là thêm ở trên đỉnh của stack, và đứa nào vào cuối cùng thì ra đầu tiên. Như vậy nếu như mà đưa A vào, đưa B, đưa C, đưa D, thì đứa được lấy ra đầu tiên sẽ là thằng D. Như vậy không được. Như vậy nãy mình định đó là mình xài stack nhưng mà không được, thì bây giờ chỉ có cách nào mà để cho phần tử nào vào trước lấy ra trước, thì nó là tính chất của hàng đợi, tức là quy, được chưa? Vậy giả sử bạn có một cái quy bạn khởi tạo rồi, thì bạn cho đỉnh S là đỉnh bắt đầu, thì bạn sẽ cho S vào trong quy. Dĩ nhiên quy vừa mới khởi tạo thì quy đang rỗng. Như vậy là coi như cái hàng đợi của mình là như vậy, đúng không? Nó vào một đầu và nó ra một đầu, đúng chưa? Như vậy đầu tiên là cho quy vào trong hàng đợi, cho vào trong hàng đợi quy thằng nó thằng thằng S. Như vậy khi đưa vào thì nó trở thành, nó là cái gì? Đầu danh sách, và là đứa duy nhất. Như vậy có lấy ra thì bây giờ chắc chắn là có một đứa là lấy ra, là lấy chính nó luôn, tại vì vào một đầu ra một đầu mà. Như vậy khi đưa thằng S vào trong thằng Q rồi, nếu như Q khác rộng thì mình gọi U là phần tử lấy ra được từ Q. Như vậy lúc này U của bạn chính là gì? Chính là S, và đã lấy ra thì tức là trong hàng đợi rộng. Xuất U ra màn hình, như vậy là coi như đưa được U ra màn hình là cái đỉnh S đầu tiên, được chưa? Rồi sau đó là sao? Tiếp tục tìm các đỉnh V kề với U, những đỉnh nào mà kề cho vào trong quy. Như vậy mình sẽ duyệt ma trận kề. Như vậy ví dụ như thằng hồi nãy là thằng S, tức là thằng A đó, đưa thằng A vào, lấy thằng A đem đi ra rồi, như vậy A xuất ra được rồi. Bây giờ tiếp tục tìm những đứa kề với A thì có B, C, D, đúng không? Duyệt ma trận kề thì chắc chắn duyệt gặp B trước, như vậy cho B vào. Đứa nào kề nữa cho vào, đúng chưa? Như vậy là C. Đứa nào kề nữa cho vào là D. Hết đứa kề rồi thì lúc này sao? Xong bước 2. Tiếp tục
quá trình xử lý này ha, được biểu diễn bằng mai trận kề khai báo các cấu trúc bên trong, tức là sau khi đưa vào xong quay trở lại bước 1, tức là nếu quy khác rỗng, gọi U là phần tử được lấy ra từ quy, tiếp tục xuất ra màn hình như vậy. Bây giờ sau khi thêm xong, quay trở lại bước 1 là lấy được B ra, như vậy B lấy ra được quy khác rỗng mà, cho nên đưa B ra màn hình. Sau đó tiếp tục sao tìm những cái nào là kề với B thì mình sẽ có nãy lại gì đó. Kề với B thì có ai các bạn? Có E với lại có F. Như vậy tức là mặc dù nó có kề với A, có kề với C nữa, nhưng mà mình sẽ đổi trạng thái của cái việc là hồi nãy đã thêm B với C vào rồi, thì mình sẽ làm sao? Biến đổi bên mai trận kề của mình đó, giá trị kề với A và kề với C á, từ 1 nó chuyển qua thành 0. Tức là cái lúc mà đưa đỉnh C vào thì ứng tại vị trí A kề với lại B kề với lại C là sẽ cho đổi trạng thái thành 0. Tức là nó không còn kề nữa tại vì mình đã liệt kề. Bây giờ lấy được B ra thì chỉ còn kề là thằng E. Đúng không? Như vậy thì sẽ đưa thằng E vào. Rồi lấy B ra được rồi. Rồi bây giờ hết đứa kề rồi đúng không? Thì tiếp tục quay trở lại. Quy khác rộng lấy đứa nữa là lấy được thằng C. Vậy xuất C ra màn hình. Coi đứa nào kề với C. Hồi nãy đứa nào mà đưa C vô rồi thì C mà kề với A là ngay tại vị trí đó, nó sẽ được đổi trạng thái sang giá trị kề của mình là 0, tức là mình đã liệt kê xong. Như vậy nó chỉ còn kề duy nhất là với thằng F thôi. Như vậy đưa thằng F vào. Rồi vậy lúc này tiếp tục quy khác rỗng lấy đứa nữa ra, chính là thằng D, đưa D ra màn hình. Hồi nãy những đứa nào kề với D đã được đổi trạng thái trước đó, đúng chưa? Như vậy bây giờ chỉ còn ai kề với nó, đó là thằng G thôi. Như vậy thì sao? Qua thằng G, đưa G vô. Thì lúc này sao các bạn? Tiếp tục lấy E ra, A đưa ra. E còn kề với ai nữa không? Không còn đúng không? Tiếp tục lấy F ra, đưa ra. Tiếp tục tới G. Vậy đủ số lượng đỉnh thì sao? Dừng. Như vậy khi đó đây chính là cái ý tưởng của thuật giải PFS, đồng nghĩa với việc nó phải tận dụng tính chất của thằng hàng đợi quy để nó đi cài đặt. Rồi, dừng lại một vài phút, có ai thắc mắc gì về ý tưởng này thì bạn nào?
Rồi, đi tiếp nha. Một số lưu ý khi mình tiến hành mình cài đặt dựa trên ý tưởng này, đó là cái quá trình xử lý này á, bạn phải có trước mà cận kề. Như vậy khi mà thực hiện á, thì đầu tiên là phải có cấu trúc, phải có hàm nhập xuất để đảm bảo được tính chất của ma trận kề. Thì cái ma trận kề đó bạn có thể bạn lấy từ file lên, phải không? Bạn có thể bạn cũng cho người dùng họ nhập. Như vậy nó tùy thuộc vào cái đồ thị của mình phải xác định được cái ma trận kề. Cái cấu trúc khai báo, dĩ nhiên bạn cũng có thể lấy được từ danh sách kề, nhưng mà danh sách kề thì bạn phải cài đặt thao tác đó là bạn duyệt, đúng không? Bạn duyệt cái giá trị trên một cái danh sách liên kết đơn. Cấu trúc khai báo, quá trình thêm hay lấy phần tử trong cái thằng quy á, là bạn phải được thực hiện trước. Tức là ở cái môn trước đó, cấu trúc dữ liệu giải thuật một lúc mà bạn học đó. Như vậy thì có thể cài đặt quy theo tính chất danh sách liên kết đơn gì đó để đảm bảo là quy được cài đặt rồi. Bây giờ mình sẽ đầu tiên khởi tạo thằng quy rỗng. Rồi mỗi lần vậy thằng quy nó sẽ nhận một phần tử vào, tức là burst vào, phải không? Và lấy một phần tử ra, tức là thực hiện thao tác pop. Như vậy đó là những cái thứ mà mình cần lưu ý. Như vậy khi đó nè, dựa trên việc này, mình sẽ dùng một cái anh danh sách đặt. Tức là một cái mảng một chiều. Mình đặt tên nó là BFS. Nhận nhiệm vụ là chứa kết quả của những cái đỉnh mà mình đã duyệt. Tại sao gọi là nhận vào chứa những kết quả đỉnh đã duyệt? Tại vì mình đã xác định là mình giả sử mình dùng ma trận kề để mình duyệt cho nó dễ. Thì khi mà mình duyệt như vậy, có phải là mình phải ánh xạ tên của các cái đỉnh sang thành là số thứ tự thứ mấy? Tức là do chỉ số trong mảng nó bắt đầu từ không, cho nên ví dụ như hồi nãy mình có các đỉnh là A, B, C, D, E, F, G, tức là mình có tổng cộng là 7 đỉnh. Thì đỉnh A là tương ứng với lại chỉ số được ánh xạ là không, B là 1, C 2, D 3, E 4, F 5 và G là 6. Tức là lúc đó mình có 6 dòng, 6 cột. Thì cái vị trí nó nằm ở cái index, ví dụ như muốn coi A có kề với A hay không thì tức là xét tại A 0 0. A có kề với B hay không thì tức là xét tại A 0 1. Mà ví dụ B có kề với C hay không thì tức là xét tại A 1 2. Cứ tương tự như vậy. Thì mỗi một lần trả về cho bạn cái thứ tự của cái đỉnh nào mình để được đưa vào, người ta có thể là người ta lưu chỉ số 0, 1, 2 gì đó. Tức là ví dụ kết quả giả sử duyệt được là A, B, D, C đi, thì tức là 0, 1, 3, 2. Thì cái anh mà mảng BFS này nó sẽ nhận nhiệm vụ là nó chứa những cái chỉ số đó khi mà duyệt được. Để mình sẽ ánh xạ nó một lần nữa, tức là 0 thì mình biết nó là A, B biết là 1, mà hãy nói 3 tức là mình biết đó là cái gì, là D, vân vân. Thì cái bước đó mình sẽ ánh xạ sau, tức là mình xuất kết quả sau. Còn bây giờ cái kết quả lưu mà duyệt á, mình sẽ đặt trong một cái mảng một chiều tên là BFS. Như vậy khi đó mình dùng mỗi tập quy lưu trữ các cái đỉnh kề với đỉnh vừa duyệt để thỏa mãn tính chất của cái anh duyệt theo chiều chiều sâu, à, xin lỗi, duyệt theo chiều rộng. Đồng thời mình dùng một cái tập C mang tính chất là tập chưa xét để lưu các đỉnh chưa được duyệt. Tức là trạng thái này là trạng thái lúc mới bắt đầu, à, trạng thái của các đỉnh chưa được duyệt. Như vậy mỗi lần đứa nào mà duyệt xong rồi, tức là đã đưa được nó đi ra ngoài màn hình, thì mình sẽ đổi trạng thái cho nó là đã được duyệt. Tức là có thể mình bật lá cờ hay là mình đổi trạng thái không sang một hoặc một sang không tùy. Khi đó dựa trên ba ý tưởng này thì đầu tiên này nè, mình khai báo cái mảng C lưu trữ được tối đa là 100 đỉnh, tức là coi như đồ thị này là tất cả các đỉnh này mình quy ước. Nếu C thứ y này mà bằng 1 thì tức là cái đỉnh thứ y đó là chưa có xét. Còn C thứ y nào bằng 0 tức là đỉnh đó nó đã xét rồi. Và cho một cái mảng cũng chứa được các phần tử đã duyệt. Và chỉ số số lượng phần tử của các đỉnh mà đã duyệt là chỉ số NBFS bắt đầu từ 0. Tức là mỗi lần BFS thứ y này mà được nhận vô là nhận mình chỉ số NBFS. Nhận vô đứa thì tự động bên này sẽ phải tự tăng để làm sao nó nhận giá trị mới. Và có một thằng quy, nó kiểu quy và kiểu này đã phải được định nghĩa chung trong file chương trình của mình rồi. Được chưa? Nó là một chỉ số này, lưu những cái đỉnh mà đã xét. Đó là cái ý tưởng thực hiện lưu trữ đầu tiên. Còn dĩ nhiên bạn đã phải có cái ma trận kề, là ví dụ ma trận A nào đó rồi. À, có mấy dòng mấy cột đó, nó tùy thuộc vào số lượng đỉnh đồ thị của bạn. Rồi dừng lại ở đây một vài phút cho các bạn coi các bước chuẩn bị. Các bạn có cái gì thắc mắc với các bước chuẩn bị này không? Với lại cái ý tưởng của BFS để mình chuẩn bị, mình tiến hành, mình đi vào cái phần cài đặt. Tức là mình dùng thằng quy để hỗ trợ.
Rồi không gì thắc mắc tiếp tục nha. Vậy bây giờ mình cài đặt cái hàm đặt tên là BFS được chưa? Nó bắt đầu từ cái đỉnh V, tức là ví dụ như bắt đầu từ đỉnh thứ mấy, đỉnh A thì ví dụ mình đã ánh xạ rồi mình nói đó là đỉnh thứ không thì mình truyền vào đó là số 0. Mà mình muốn bắt đầu việc từ đỉnh C thì tức là mình đưa nó vào đó là thứ hai ha. Rồi mình có một cái âm V kép và một cái âm B. Đầu tiên, đỉnh V này là đỉnh bắt đầu đúng không? Thì mình bớt ảnh vô trong cái thằng quy. Như vậy thì cho phần tử V này vào quy. Sau đó là sao? Có phải cái đỉnh này đã xét rồi đúng không? Tức là đã được xét để đưa nó vào thì lúc này bạn đổi bên cái thằng mảng C của bạn là anh này coi như là sao? Là một. Tức là giả sử hồi nãy mình đã có được 7 đỉnh đúng không? Như vậy thì tức là thằng C này sẽ là từ C mấy? C0 nè. Đúng không? À, theo các chỉ số đi ha. À, đầu tiên là phải cho tất cả những thằng C này là đều ở trạng thái chưa được xét. Tức là 7 đứa thì tức là mỗi đứa đều là số 1 đó. 4 5 6 7 đi nha. Thì vậy đây là chỉ số thứ 0 rồi đúng không? 1 2 3 4 5 6 tương ứng đó. Tức là nếu kết quả ánh xạ thì đây chính là A. Đây chính là trạng thái xét hay chưa của B, C nè, D nè, E nè, F, G. Như vậy đây là những cái mảng C tinh hoa của mình nè. Như vậy đầu tiên là ví dụ mình nói bạn bắt đầu từ đỉnh A thì V này tức là bạn chuyển số 0 thì bus hàng không này đi vào trong hàng quy. Như vậy hàng đợi quy bây giờ lúc này nó đang có gì? Hàng đợi quy vào ông đầu ra ông đầu đúng không? Như vậy đầu vào là đầu này, rồi đầu ra là đầu này, rồi đây là thằng quy. Rồi vậy bây giờ bus vô thì như vậy là thằng V đi vô đây tức là không vô, đồng thời C thứ không chuyển vào trạng thái không tức là đã được diệt rồi. Như vậy anh này từ không sang từ một sang thành là không. Sau đó mình kiểm tra nếu như mà cái thằng hàng đợi này nó rỗng á thì mình sẽ lấy một phần tử ra đúng chưa, lấy một phần tử ra mà lấy ra tức là không. Như không thì coi như là lấy ra cho thằng đó là thằng B nào đó đi, nhưng mà lấy ra thì phải là thằng này mất tiêu. Như vậy khi lấy ra thì coi như là đưa nó vào kết quả, thì kết quả lưu ở đâu? Kết quả lưu bên cái mảng BFS. Như vậy bên cái mảng BFS nó đang có ở tối đa trong phần tử gì đó, được chưa? Từ phần tử mà. Rồi các chỉ số của phần tử này sẽ được bắt đầu bởi cái âm đó là NBFS. Thì NBFS đầu tiên bây giờ bạn đang cho nó là bằng không, như vậy là nó đang trỏ tới cái chỉ số thứ không. Bạn sẽ cho BFS thứ NBFS bằng B. Đây là cái đứa mới vừa pop ra được là con số 0, tại vì là đỉnh A mà, như vậy không vô đây. Kết quả lưu được đỉnh thứ không. Đúng chưa? Sau đó chỉ số người tăng. Như vậy tức là chỉ số này qua vị trí tiếp theo. Khi đó thì sao? Mình sẽ ấn định, mình kiểm tra những đứa nào là kề so với nó. Như vậy nè, đỉnh bắt đầu V kép từ vị trí thứ 0 cho đến nhỏ hơn N, tức là số lượng đỉnh đó. Mỗi một lần như vậy bạn coi coi cái đỉnh này xét chưa ha. Nếu như mà viết như vậy tức là bằng bằng một, tức là nếu chưa xét à, nếu chưa xét thì mình mới xét. Đồng thời cái ma trận A là cái ma trận kề tại chỉ số B, V kép tức là ví dụ như đỉnh A thì sẽ là không rồi đi lần lượt qua không 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 một không hai không ba không bốn cho đến không cuối cùng, cho nên mình có tới không sáu đó. Nếu như mà trạng thái đó là một tức là nó kề đúng không? Nếu mà nó kề đồng thời đỉnh này là đỉnh chưa được xét thì mình sẽ merge nó vào trong thằng hàng đợi quy, đồng thời nó chính là đứa đã được xét rồi thì đổi trạng thái ở thằng C. Như vậy ví dụ hồi nãy đi mình có A kề với B, C, D thì có phải là cái ma trận kề của bạn á nó đang có 6 dòng 6 cột, thì tại cái dòng thứ không này á, cột không nè, cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5 và cột 6 nó có kề với B, C, D, nó không có kề với chính nó, kề với B, kề với C, kề với D, còn lại là không hết. Thì như vậy nè, đầu tiên C, V kép, C, V kép bây giờ đang là gì? V kép bắt đầu từ 0. Như vậy C 0 có bằng 1 không? C 0 bây giờ bằng 0 rồi, lấy rồi. Như vậy là điều kiện lần đầu tiên sai, bỏ. Vậy không thực hiện của phần lập V kép bằng 0. Tăng lên một đơn vị, V kép bằng 1. C V kép tức là C1 xét chưa thì lúc này nó vẫn còn đang còn là một khởi tạo tức là chưa xét, thì vậy điều kiện này đúng. Thì quan tâm cụm sau A thứ B V kép
B đang là 0, tức là 0, 1 bằng 1. Thì tức là dò cái đỉnh đó so với lại vị trí, tại vị trí thứ 1 có bằng 1 không? Nếu có tức là kề. Mà kề thì tức là cái thằng V kép này nè, nó chính là cái đứa kề, thì bớt nó vào trong quy, tức là cho 1 vào đây. Tức là đỉnh B rồi, phải chưa? Đổi C V kép bằng 0, tức là C1 bằng 0, tức là cho biết đã xét rồi. Tiếp tục V kép tăng lên là 2. Tức là bạn duyệt đi qua câu C V kép là C2, duyệt chưa? Nếu như mà đã duyệt rồi thì nó dừng, nhưng mà lần này là nó chưa có duyệt tại vì nó đang bằng một, thì a thứ b v kép thì giả sử trong trường hợp này là 0,2, 0,2 thì có bằng một, như vậy hai này chính là một đỉnh kề, như vậy bớt hai vô, như vậy bớt hai vô quy, đồng thời c2 bằng 0, như vậy đã xong. Được chưa? Tiếp tục v kép bằng 3. 3 thì sao? C3 vẫn bằng 1, chưa xem. A thứ 03 bằng 1. Đúng luôn, như vậy bớt thằng 3 vô, như vậy là 3 được vô đây. Đó, B, C, D là vô được rồi. Sau đó C3 sang trạng thái là 0. Tiếp tục, V kép lên 4, C V kép bằng 1, nhân A 04 bằng 0, như vậy điều kiện này cũng là tăng lên 5, cũng là chưa xét, nhưng bằng 0, không là tăng lên 6 cũng là chưa xét, nhưng giá trị đỉnh kề bên mai trận kề bằng 0 cũng không bớt vào, như vậy là kết thúc cái lần lập này, được chưa? Rồi lại đi ra ngoài, trong khi cái đầu run của thằng quy á vẫn còn lại gì khác luôn, tức là thằng quy của mình chưa có rỗng, thì lại tiếp tục pop ra được một đứa, như vậy lúc này pop ra được là được con số 1. Như vậy sao? Pop ra một đứa thì lấy nó nhét vào bên BFS, tức là NBFS. Ở đâu thì tại chỉ số đó trên mảng BFS sẽ là được gắn giá trị là bằng B thì mới lấy được con số 1, thì số 1 ở đây. Được chưa? Sau đó chỉ số này tự tăng lên hàng. Lại tiếp tục xét V kép từ 0 cho đến N. C V kép là C của giá trị 0 thì xét rồi, bỏ qua. Lên V kép bằng 1, xét rồi bỏ qua. 2 xét rồi bỏ qua. 3 xét rồi bỏ qua. Tới 4 chưa xét thì mới tiếp tục xét A với B về kép, B mới lấy ra được là 1. V kép đang là 4, B 1 4 thì tức là thằng B có kề với lại thằng E hay không? Nếu có ngay đây mà là 1 thì bớt nó vào, thì tức là ví dụ trong trường hợp đó của mình là có đó, thì tức là 4 sẽ vô đây. Đồng thời C4 sang thành 0, tức là đỉnh này đã được duyệt rồi. Rồi lại tiếp tục, thằng hàng đợi này vẫn chưa có rỗng, bóp ra được một đứa, tức là mình được con số hàng. Cứ như vậy đưa hài vào kết quả và thực hiện tiếp đối với những cái việc của lần sau. Như vậy đây là cách cài đặt đối với là cái việc cái giải thuật duyệt theo chiều rộng của BFS mà mình sử dụng bởi các danh sách hạn chế là hàng đợi quy hỗ trợ. Rồi. Dĩ nhiên ở đây bạn phải có một cái việc, đó là bạn phải khởi tạo được cái giá trị của cái thằng C trước. C mới khai báo là 100 phần tử thì phải cho tất cả 100 phần tử đó. Nói nôm na là chỉ cần n đỉnh là đúng không? Tức là C từ C0 cho đến C với n trừ 1 là vị trí tương ứng với cái đỉnh thứ đó chưa được xét, tức là đầu tiên vô cứ cho nó là 1 trước. Tức là bạn sẽ có cái hàm ở phía sau. Y đi từ 0 đến nhỏ hơn n, C thứ y bằng 1. Tại vì mình ấn định là 1, tức là chưa xét. Được chưa? Đây là cái trạng thái để mình kết hợp. Dĩ nhiên cái thằng mà khởi tạo thì phải được viết trước cái thằng BFS. Rồi, đó là cái để cho mình cài đặt BFS. Dừng lại vài phút, có ai thắc mắc cái gì thì nào, còn không thì coi kỹ là các bước cô chạy tay rồi nãy giờ mới lại được một số phần tử rồi đó. Rồi, để cho 5 phút vào quan sát có gì thắc mắc thì nha.
Câu hỏi. Câu hỏi đi bạn. Dạ, em chưa hiểu cái phần code bên cái dòng cái bên bản hai chưa lắm luôn. Cô có thể giảng lại một lần nữa không cô? Thì hồi nãy các bước của mình đáp án nó sẽ là cái gì? Đầu tiên là đáp paste cái đỉnh bắt đầu vào trong cái thằng quy. Rồi nó sẽ cho cái đỉnh đó là trạng thái là đã duyệt rồi. Bây giờ nó kiểm tra, nếu như mà hàng đợi chưa rỗng thì nó lấy ra một đứa. Như vậy thì hàng đợi của bạn thì coi như nó lấy ra một đứa. Nó sẽ cho cái thằng đó vào kết quả. Rồi sau đó nó sẽ duyệt tất cả những đứa mặc kệ với lại cái thằng mới vừa lấy ra được. Thì bây giờ khi nó duyệt thì có phải là coi như là ma trận của bạn á, có bao nhiêu đỉnh là nó phải duyệt đủ hết bấy nhiêu cột trên cái hàng tại vị trí của phần tử mà mới vừa được lấy ra, và đồng thời cái đỉnh nó phải chưa được xét, tức là chưa có được đưa vào trong hàng đợi này. Thì cái việc mà nó chưa được đưa được xét á, thì nó là phải phụ thuộc vào cái bên mảng C. Đứa nào mà được đưa vào hàng đợi thì sẽ được đánh dấu là qua trạng thái là không, trong khi mình đã khởi tạo là một. Như vậy nếu như mà thằng này nó là một thì nó chưa xét, đỉnh nó chưa xét, đồng thời nó là kề với lại cái đỉnh mới vừa lấy ra được, thì mình bớt nó vào tiếp tục trong hàng đợi, rồi đồng thời mình cho biết là đỉnh này mình đã đưa vào hàng đợi mình xét rồi, tiếp tục thực hiện lấy ra thêm phần tử nữa để đi xét cái giá trị của đứa tiếp theo. Thì tức là mục tiêu của mình là mình cứ đi hết một cái mức, sau đó mình đi vào từng cái đứa thứ tự mức ban đầu này nè, mình tìm những đứa kề với nó thì đúng cái thứ tự đó, từng phần tử sẽ được lấy ra lấy ra lấy ra, thì cái thứ tự bạn đưa vào đó nó chính là thứ tự để bạn duyệt đi qua từng mức đó, được chưa? Chưa rồi. Rồi được chưa? Đi tiếp nha. Rồi. Cái việc khởi tạo nãy nói rồi, đầu tiên là phải khởi tạo trước rồi mới gọi BFS sau. Nhưng mà như vậy cuối cùng kết quả của bạn lưu ở đâu? Lưu bên cái mảng một chiều tên là BFS đúng không? Và chỉ số số lượng phần tử là được quy định bởi NBFS. Mỗi lần lấy được một đứa mà đưa vào á, thì đưa vào xong là tự động nó sẽ tăng. Như vậy hồi nãy bạn thêm được 7 đứa vào đây. Các bạn phải duyệt hết bạn mới dừng mà. Thì tự động là đây 0, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? 6, 7 đúng không? Đây, đứa thứ 0, 1, rồi đứa tại vị trí này 4, 5, 6. Được chưa? Thì tự động bên này sao? Tới 7 như vậy. BFS sau khi thêm được tới đây thì tự động nó đang thêm được là bao nhiêu các bạn? 8 đúng không? Thì cái chỉ số này cho bạn chính là xuất, bây giờ bạn có xuất ra đó. Thì hồi nãy nó đã đưa vào cái thứ tự là 0, 1, 2, 3, xong rồi nó sẽ tới lại thì EF đúng không? Như vậy tức là vô tình thôi. 4, 5, rồi cái tới 6. Như vậy thì bây giờ nếu mà xuất ra nó xuất như vậy thì mình phải ánh xạ một lần nữa giá trị này về thành tên của các cái đỉnh trong đồ thị là ABCD gì đó. Thì giả sử tên của những đứa kia là kiểu ký tự rồi, thì bây giờ bạn sẽ sao? Nếu bạn muốn xuất bình thường, bạn chỉ việc bạn xuất cái số cái mảng một chiều vậy, tức là bài chạy từ chỉ số thứ không cho đến nhỏ hơn NBFS mỗi lần giải xuất BFS thứ y. Còn cái việc bằng ánh xạ thì bạn có thể bằng khai báo thêm một cái mảng nữa, ví dụ như là một cái bảng tên nào đó nó cũng có số lượng các ký tự đầu tiên đó là ở A B, tức là tên thứ không là A, tên thứ một là B, thì cái mảng này có thể là mảng kiểu chủ này. Rồi thứ hai là C tương tự D rồi E rồi F rồi G đúng không? Giả sử cái kết quả ở trong cái thằng BFS này nó duyệt được đó, nó ra đó là 0 rồi 2 đi, tôi giả sử vậy nha, rồi 1 rồi 3 rồi 4 rồi 6 rồi mới 5, giả sử vậy đi, thì cái thằng BFS thứ này nè nó chính là chỉ số của thằng tên này nè. Như vậy thì mọi người chỉ việc sao,
xuất tại cái thằng gì tên thứ BFXY là tự động bạn đang ấn xạ ngược về giá trị tên của các cái đỉnh để bạn xuất ra, thay vì bạn chỉ xuất ra được thứ tự sau khi bạn đã ấn xạ. Đó là cái cách người ta cài đặt với lại BFX. Rồi, tới đây có ai thắc mắc cái gì không? Còn dĩ nhiên cài đặt full thì xuống phòng thực hành cài đặt ha, xuống tới giờ thực hành cài đặt. Rồi, được chưa? Bây giờ mình thực hiện một số những bài tập duyệt với lại BFS trước ha, tức là mình vận dụng tính chất ma trận kề với lại danh sách kề trong bài tập của mình trước để cho mình vững canh này đi, rồi mình hãy sang cái giá trị của duyệt theo chiều sâu, tức là DFS. Rồi bây giờ mọi người nhìn vào cái bài này này. Bài số 1, mọi người yêu cầu vẽ lại đồ thị được biểu diễn bởi các ma trận sau nha. Mọi người sẽ đừng quan tâm tới các chỉ số của các giá trị phần tử, chẳng qua nó chính là thể hiện, thay vì nếu không phải là 0 với lại 1, 0 với 1 không thì nó chính là ma trận kề. Còn nếu như mà nó có cái con số thì nó chính là ma trận trọng số. Mà đã là ma trận trọng số thì tức là từ đỉnh thứ nhất qua đỉnh thứ nhất nó có một cạnh này nè. Được chưa? Bây giờ bạn quan tâm cho tôi, bạn làm câu A thôi nha, bạn làm câu A. Những câu sau thì từ từ khi bạn quen được những cái âm này rồi thì mình sẽ làm tiếp. Còn bây giờ xong câu 1 bài câu A rồi thì bạn mới nhìn sang đó là các cái hình của bài số 2. Bạn sẽ duyệt cho cô theo chiều rộng trước, tức là BFS, chiều sâu thì DFS. DFS mình chưa có làm tới nha, tức là cứ duyệt và bạn sẽ cho duyệt theo các đồ thị này. Thì đầu tiên á, đối với các hình này, bạn sẽ cứ duyệt theo thứ tự bất kỳ. Bây giờ cô đưa ra ví dụ cho bạn luôn. Đối với lại cái giá trị của cái hình đầu tiên, tức là hình 2.3.4, thì bạn sẽ tiến hành duyệt cho cô bắt đầu từ đỉnh D. Để cho tôi để hình này nha. Hình 2.34 thì duyệt chiều rộng bắt đầu từ D. Ma chấm dĩ nhiên phải lập được ma trận kề trước nha, rồi sau đó mới duyệt nha. Rồi hình 2.35 thì bạn sẽ duyệt theo chiều rộng bắt đầu từ F. 2.36 thì lúc này bạn nên nhớ là anh này là đồ thị có hướng, cái ma trận kề nó có khác nha, nhớ đỉnh nào là kề với nhau thì mới cho giá trị đó là 1. Như vậy tôi sẽ muốn bắt đầu từ đỉnh V3 ha, duyệt chiều rộng bắt đầu từ 13. Rồi bây giờ bạn làm bài số 1A, tức là từ cái ma trận này ha, từ cái ma trận kề như vậy. Bạn coi, bạn vẽ ra cái đồ thị cho tôi, bạn tự quy ước đi. Ví dụ tại chỉ số cột 0 sẽ là đỉnh A, 1 sẽ là đỉnh B, 2 sẽ là đỉnh C, 3 sẽ là đỉnh D nha. Rồi tương tự như vậy làm 2A, làm toàn bộ câu số 2. Câu số 2 thì nhớ bước đầu tiên là phải xác định được ma trận kề. Rồi sau đó đó thì mới sao? Đi xây dựng duyệt chiều rộng. Nha. Rồi bây giờ cho làm bài. 6 giờ 28 coi như 30 rồi, phải không? Bây giờ cho các bạn làm các bài này trong vòng cái này duyệt chứ lại tính toán cho 20 phút nha. À, xây dựng ma trận kề rồi vẽ ngược lại nữa, rồi cho làm 20 phút. Mấy cái vụ mà vẽ hình thì bạn có thể vẽ trên bên. Còn xây dựng ma trận kề thì có thể mở Excel hay mở Word ra làm cho nó lẹ. Được chưa? 20 phút thì tới 7 giờ kém 10 nha. Là sẽ sửa bài. Rồi làm bài tới 7 giờ kém 10. Để phóng to cái file PDF một xíu cho các bạn dễ thấy. Rồi, đây.
Rồi, điểm nhanh cái chốt nha. Nhanh chút rồi làm bài tập. Nay là buổi lý thuyết thứ 6 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đúng rồi. Nay là buổi lý thuyết thứ 6. 6 tháng 12. Rồi, Thiên Nhã. Dạ có. Đặng Minh Quang. Dạ có. Nguyễn Văn Hữu. Dạ có. Trần Định Quốc. Trần Định Quốc vắng à. Hồ Nhật Huy. Hồ Nhật Huy vắng. Lưu Thành Tâm vắng. Hồng Thanh Thuận. Dạ có cơ. Đặng Thanh Huy vắng. Đặng Hoàng Nguyên. Dạ có. Diệp Hoàng Phi. Dạ có. Nguyễn Hữu Duy Lâm vắng. Phan Nguyễn Hồng Hân vắng. Nguyễn Quang Hậu vắng. Nguyễn Tuấn Hưng vắng. Vũ Trung Kiên. Dạ có. Phạm Tài Lộc. Có. Nguyễn Văn Minh. Dạ có. Nguyễn Trà My. Là bạn này chuyển ca. Nguyễn Đình Nam. Nguyễn Đình Nam vắng không? Liên Tú Nhi, bạn này qua bên kia. Dương Tuấn Tài. Đã có. Cao Thiên Tân. Rồi, vắng. Nguyễn Võ Văn Thiện vắng à. Chờ xíu đi gom bớt cái cột lại, nhìn xa quá khó nhìn quá dễ dễ bị nhầm tên. Rồi nãy tới Nguyễn Văn Thiện rồi. Lưu Tiến Triển vắng thì bạn này chuyển ca. Phạm Duy Hoàng vắng. Tăng Thị Mỹ Liên bạn này chuyển ca. Lê Trọng Nhân vắng. Trần Hà Phương. Dạ có. Lê Thị Bích Trâm. Dạ có. Thái Gia Vương vắng à. Hà Trung Hiếu vắng. Nguyễn Văn An. Dạ có. Nguyễn Ngọc Thiên Ân. Dạ có. Cao Ngọc Hiếu. Dạ có. Nguyễn Phạm Thanh Hoàng. Dạ có. Bùi Nguyễn Quang Huy vắng. Liêu Hà Phương Huy. Có. Nguyễn Đặng An Khang vắng. Huỳnh Hữu An Khương vắng. Hồ Văn Lĩnh. Dạ có. Lê Hữu Mạnh. Dạ có. Huỳnh Trọng Nghĩa vắng. Đoàn Trung Nguyễn vắng. Nguyễn Minh Nhật. Dạ có. Nguyễn Thị Ý Nhi. Dạ có. Lê Huỳnh Pháp vắng. Lê Văn Phôn vắng luôn. Nguyễn Hùng Phương. Dạ có. Võ Thiện Việt Quang vắng. Phan Thị Hồng Quế. Dạ có. Đặng Hoàng Như Thủy vắng. Như bạn này chuyển ca. Nguyễn Huỳnh Minh vắng. Phạm Minh Trí vắng. Nguyễn Anh Tuấn vắng. Ngô Sài Dạ có. Ủ. Nguyễn Thảo Vy. Dạ có. Đỗ Công Sơn. Dạ có. Rồi. Trịnh Minh Hiếu như bạn bạn có gửi mail trước chưa? Trịnh Minh Hiếu là bên kia đúng không? Mút báo mail nha.
Rồi bây giờ làm bài bài số 1 trước ha. Bây giờ sĩ số này là nhiêu vậy? Đâu rồi? À 57 đúng không? Rồi. Số 12. Phan Nguyễn Hồng Hân, bạn này bỏ môn rồi. Random lại. À 41, 41 là bạn Lê Hữu Mạnh. Lê Hữu Mạnh là điểm danh là nay có nè. Rồi bạn Mạnh làm bài số 1 đi bạn. Bạn Mạnh đâu rồi? Dạ bấm nhau luôn hả cô? Câu số 1 hồi nãy nói là 1 chỉ là 1A thôi mà. Nào khi nào rảnh thì từ từ quay trở lại vẫn hết được cái chương này đi. Rồi lúc đó cho làm đồ thị có trọng số sau. Mới làm câu A thôi. Rồi bạn show màn hình kết quả làm của bạn đi. Vẫn chưa làm luôn. Thì chứ nãy giờ làm gì mà không làm bạn? Nãy giờ cho 20 phút để làm bài 1 với bài 2 mà nãy giờ bảo không làm là sao? Không làm thì bây giờ mở máy lên đi ngồi làm cho lớp luôn. Bạn xem màn hình bên bạn và bạn bật bê này, bạn bật cái gì đó để bạn dễ vẽ đó. Rồi bạn vẽ cho lớp luôn. Không làm thì giờ làm. Rồi đâu rồi bạn? Để chờ em chút, em đang bật luôn. Bây giờ mới bật máy luôn. Vậy chứ nãy giờ bạn làm cái gì vậy? Học giống như Trang ngồi học chơi hay sao mà không bật máy thì chắc bật để xong để một bên và làm thì cũng không chịu làm. Bây giờ tới chừng kêu mới ngồi bật máy. Nhanh lên, cả lớp đang chờ bạn đó. Học với hành. Rồi bạn đọc cái Excel này lên thì làm sao bạn vẽ được bạn? Bài số 1 là người ta đang cho cái gì? Người ta đang cho mai trận kề mà. Nên kêu bạn vẽ đồ thị. Giờ bạn chọn đó là bạn bật vẽ bằng cái gì? Rồi bây giờ bạn tự xác định là trong cái anh ma trận kề như vậy thì là đồ thị này có bao nhiêu đỉnh. Rồi bạn tự ánh xạ theo đúng thứ tự của các cái đỉnh và nếu theo như cái việc mà những chuyện là như vậy thì bạn sẽ vẽ ra được đồ thị của bạn như thế nào. Bạn mở pen đi, vẽ cho nó nhanh. Mở ban đi bạn. Để một rồi mình ngồi cái mò hoài. Ừ.
Ben thì bạn phải share là cái màn hình Ben đi. Rồi đâu mất tiêu rồi. Em đang xe cô ơi. Cô em xe toàn màn hình, em xe màn hình không được cô ơi. Cái gì mà share toàn màn hình không được thì chọn một cái việc chọn share toàn màn hình rồi click vào cái màn hình đang full đó xong rồi nhấn nút share thôi bạn. Rồi bây giờ bạn xác định là đồ thị này nó sẽ có bao nhiêu đỉnh? 1A nó có bao nhiêu đỉnh? Dạ cô là có 4 đỉnh. Rồi bạn tự quy ước các đỉnh nó đi. Ví dụ các đỉnh nó là A, B, C, D đi. Thì bây giờ đâu bạn xác định cho 4 đỉnh đó chúng nó có những cạnh nào nối với nhau mà ma trận kề nó sẽ ứng với lại câu A. B nối với A, B nối với C. C nối với A, C nối với B. Cuối cùng là D nối với A. Dạ xong rồi cô. Vậy tại sao nãy không làm? Bài nó có đến nỗi khó là không làm được không? Dạ không. Lừa cái gì mà lừa dữ vậy mày? Được rồi, cảm ơn bạn. Có ai thắc mắc gì cái việc biểu thị này không? Còn hoặc ví dụ như cô B, C, D về các bạn cũng có thể về các bạn tự làm nè. Ví dụ nè, cô có ma trận trời là 223 đúng không? 204 rồi 340. Như vậy thì cái giá trị 2 nó chính là cái giá trị thể hiện cho cái trọng số, cái cạnh nối giữa A với A. Tức là nó có cạnh vòng đó các bạn. Rồi A sang B là 2. Rồi A sang gì? A sang C. Tương tự ha, đó là cái gì? B sang A
Rồi, B sang B, B sang C, C sang A, C sang B và C sang C. Các bạn mà nhìn cái đường chéo chính của cái ma trận mà nó là không hết á, đồng nghĩa với việc là sao? Nó không có cạnh vòng. Phải không? Tức là nó ứng với vị trí của chính nó thì nó không có cạnh vòng đó. Rồi, còn dĩ nhiên tương ứng khi mà có nhiều giá trị hơn thì các bạn tự dựa trên đó mà mình xác định, mình vẽ cái đồ thị, cứ dựa trên đúng tính chất ai kề với ai thì thực hiện đúng những cái nhiệm vụ liên quan. Bây giờ cái câu số 2 này của mình nè. Lần lượt thực hiện tìm kiếm theo chiều sâu và theo chiều rộng. Và bây giờ chiều sâu mình chưa có làm tới, bây giờ mình làm chiều rộng trước của các đồ thị sau. Đầu tiên, hình 2.34 thì bây giờ sẽ duyệt bắt đầu từ D. Được chưa? Duyệt bắt đầu từ D. Rồi bây giờ kêu một bạn, bạn nó nói kết quả cho cô nghe duyệt từ D á, là bạn sẽ duyệt bạn ra được kết quả là gì và bạn nêu nguyên nhân tại sao. Bây giờ giả sử như mình đưa vào trong trạng thái ma trận kề, bạn show cái kết quả ma trận kề của bạn trước đi. Tức là bạn phải đánh được các cái việc ấm xạ tên các đỉnh này qua thành các cái chỉ số. Bạn xét có kề thì giá trị AEC tại vị trí đó sẽ là 1, không kề thì sẽ là 0. Đầu tiên hình 2.34 trước. Như vậy là show ma trận kề ha. Show xong rồi thì sao các bạn? Tới là cho biết kết quả duyệt bắt đầu từ D. Rồi, cũng gọi tên nha. Số 22, rồi mời bạn Cao Thiên Tân. Bạn này à, bạn này chuyển ca rồi. Rồi bạn khác. À, số 20, Liên Tú Nhi, hình như đồng chí này cũng chuyển ca. À đúng rồi. Nhớ cái tên. À, số 1 luôn, Nguyễn Thiên Nhã. Dạ. Yeah. Rồi, bạn show cái ma trận kề của bạn. Xong rồi sau đó bạn cho biết kết quả duyệt BFS bắt đầu từ D. À, để dừng cho bạn show, tại vì như hồi nãy khi mà cô show lại là thường nó cứ hiểu đó là cái màn hình, nó là màn hình chủ, nó sẽ không cho người khác show tiếp. Rồi bạn show đi. Ủa rồi bạn đâu rồi bạn? Dạ em đang chia sẻ mà nó không có được. Sao chia sẻ không được nữa? Chọn vào chia sẻ toàn màn hình rồi click vào cái màn hình đó rồi nhấn share thôi chứ có cái gì đâu. Rồi bên máy bạn nó đang báo cái gì? Dạ tại hôm nay em mượn máy em chuyển qua bên Mac nó bị không có trâu quyền xe á cô. Tôi đang xài Mac nè anh. Tôi đang xài MacBook nè. Dạ tại em mới đổi máy cho nên em chưa có cho phép ROM truy cập vô, em đang coi đó. Thank you.
Dạ cô thấy chứ cô? Đã thấy, bạn zoom to lên đi. Dạ rồi. Rồi các bạn kiểm tra trước và bạn mình nó cho ra cái ma trận kề đúng chưa? Rồi, có bạn nào có đáp án ma trận kề khác không? Hay là đáp án bạn mình nó đúng rồi? Em chọn tô đen hết vùng dữ liệu của em, sao em canh giữa văn bản đi. Bạn mình nó sẽ dễ nhìn hơn. Bây giờ cứ để nó cứ bị lệch lệch như vậy nó khó nhìn lắm. Tô đen hết toàn bộ. Rồi canh giữa. Rồi, ma trận kề đúng chưa cả lớp? Đúng không? Rồi, Dạ đúng rồi. ma trận kề đúng rồi phải không? Rồi, bây giờ bạn duyệt BFS đi bạn. Bắt đầu từ đỉnh D. Dạ. Em copy cái phần em làm hay là em bây giờ em mới duyệt con? Thì bây giờ bạn duyệt từng bước cho các bạn mình nghe luôn, còn không thì bạn có kết quả thì bạn đưa kết quả vô và bạn giải thích cho bạn mình nghe. Dạ bắt đầu từ D. D sang C. C sang B à C sang A. Cái gì? Đang bắt đầu từ D mà tại sao sang C rồi sang B hay sang A? Cái mức mức D là mức thằng D là mức 0, mức 1 là những đứa kề với lại D mà làm gì ra được tới thằng A hay là thằng B? Làm tiền gì? Bây giờ D này thì kề trực tiếp con trực tiếp của D sẽ là ai? D bên kề với D sẽ là ai? Dạ C. Ai nữa? Còn nữa mà. Dạ C E F. Vậy tại sao đi qua chạy luôn thẳng tới A rồi? Rồi bây giờ tiếp tục xét tới bây giờ mức 2, bằng mức 1 hết rồi. Bây giờ tới mức 2 thì bắt đầu xét bắt đầu từ ai? Dạ bắt đầu từ F. Ủa em ơi, tôi dạy từ hồi tuần rồi tới tuần này luôn. Bây giờ vẫn không ra ý tưởng luôn. Công sức hồi nãy ngồi nói xong rồi ngồi giảng xong rồi ngồi nói luôn cả cái việc đó là cài đặt. Tuần rồi tới tuần này xong bây giờ đó là bác bảo đó là đi từ S. Đầu hàng đợi, bây giờ đầu hàng đợi đang trước cái gì? C, bắt đầu từ C. Thì C, bây giờ C là tới cái gì nữa? Dạ C qua A. Qua ai nữa? Qua B. Thì liệt kê đi, trời ơi. Rồi hết của C chưa? Dạ rồi. Thì tiếp tục. Dạ tiếp tục qua E. E qua D nhưng mà có rồi. Ồ, qua D. Tới khúc hồi nãy làm tới khúc này em bị dừng em không biết đi tiếp tới đâu luôn. Đi tiếp gì? Thì bây giờ ai kề với E thì liệt kê thôi. Dạ có B với D. Thì nó đã có rồi thì liệt kê chi nữa? Hồi nãy tức là mình mỗi lần mình xét nếu như mà cái đỉnh nó đã được đưa rồi thì tức là bên cái thằng C đó mình đã chuyển nó qua trạng thái là không, tức là nó đã duyệt rồi. Nhưng bây giờ nó duyệt rồi thì có kiểm tra điều kiện kề nó đâu.
Thì là đi tiếp thôi. Thì bây giờ đi tiếp tới Để ai? qua qua tiếp F. Ừ. F qua G qua H. Là sao nữa? Dạ qua A. Nó ai có rồn qua chi nữa. Trời tôi khổ anh ghê. Ôi, y chang 2 tuần rồi tôi dạy với anh là bỏ phí rồi. Anh coi bài cái kiểu gì vậy? Đầu tiên là D. D là đỉnh bắt đầu. Thì con trực tiếp của D mà kề, tức là kề đứa nào kề trực tiếp với D thì theo đúng thứ tự trong danh sách kề, thì đầu tiên sẽ là gì? Bớt thằng D vào trong cái thằng hàng đợi nè. Như vậy bây giờ hàng đợi có một đỉnh, lấy từ hàng đợi lấy ra, ở hàng đợi mà còn rỗng là lấy một đứa ra, thì thằng D lấy ra, lấy ra đưa thằng D vào kết quả, như vậy kết quả mình được D. Sau đó tìm tất cả những đứa là kề với D đưa vào cho hàng đợi. Hàng đợi bây giờ hồi nãy mới có thằng D lấy ra thì hàng đợi đang rỗng á. Thì bây giờ mình duyệt cái ma trận kề thì mình thấy nó có kề với lại C, E và F, chắc chắn phải gặp C trước. Như vậy C đưa vào hàng đợi, E đưa vào hàng đợi, F đưa vào hàng đợi. Tại sao đưa vào? Tại vì mình biết chắc chắn là các đỉnh này cũng chưa được duyệt. Các đỉnh này chưa được duyệt thì bây giờ làm gì? Thì bây giờ phải buộc lòng phải sao? Đưa nó vô. Đưa nó vô thì lại tiếp tục kiểm tra, quay trở lại kiểm tra ba bước hồi nãy của người ta đó. Nói quá trời nói, tôi muốn khan tiếng với các bạn luôn mà bây giờ các bạn không nhớ ý tưởng. Quay ngược trở lại kiểm tra hàng đợi có rỗng không? Hàng đợi bây giờ nó đang chứa C, E, F. Nó có rỗng đâu? Nó không rỗng thì bây giờ lấy ra một đứa. Thì bây giờ lấy ra thằng C. Bây giờ thằng C lại tiếp tục đi tìm những đứa nào kề với nó. Thì kề với C thì có A, có B, có D. Nó gặp A trước là chắc chắn rồi. Thằng A nãy giờ được duyệt chưa? Chưa. Đưa vô. Vô hàng đợi. Bây giờ hàng đợi đang có cái gì? Đang có E, có F, có A. Tiếp tục thằng C kề với B. Chưa có được xét. Đưa vô hàng đợi. Như vậy sẽ là E, F, A, B. Đúng chưa? Rồi bây giờ lúc này sao? Thằng C lấy ra là thằng C để vô kết quả rồi. Tức là nãy giờ duyệt được D với C ra trong kết quả. Tiếp tục hàng đợi không rỗng lấy ra một đứa thì là lấy tới ai? Lấy tới E. E thì kề với ai? E thì kề với lại B với lại D. B duyệt rồi, D duyệt rồi thì thôi tiếp tục hóp ra một đứa nữa là F. F thì sao? Đứa nào kề với nó thì có D, có G, có H. Bây giờ sao? Đi vô kiểm tra D duyệt rồi, E xin lỗi, G, G chưa duyệt, đưa G vô, boss vô trong hàng đợi. Tới H chưa được duyệt, boss vô. Như vậy là coi như danh sách lúc này sẽ còn là gì? Cái giá trị phần tử là gì? G với H. Nó lại tiếp tục, đúng không? Không phải là GH nữa mà nó còn là gì? Hồi nãy đang mới nói tới ai đó, tới F thôi đúng không? Tương tự như vậy thực hiện. Thì bây giờ nếu mà bạn chạy theo tay theo trong máy thì tức là trong máy nó chạy tới khi nào mà cái hàng đợi nó rỗng hết á thì nó mới dừng. Còn cho mình chạy tay á thì mình chỉ thấy là khi nào nó đủ số lượng đỉnh là mình dừng thôi. Đỉnh nào đã liệt kê rỗng liệt kê lại. Chứ bây giờ mà chạy ý tưởng mà tự nhiên cái chạy D sang C, cái C sang A hay C sang B là đâu ra? Cái đó là ý tưởng của bên việc theo chiều sâu mà chiều sâu chưa có học mà. Trời, các bạn làm tôi hết hồn luôn á. Giảng tuần rồi tuần này và tôi cố ý phần này tôi đi rất chậm luôn tại tôi sợ các bạn nhầm á. Nói quá trời nói cuối cùng xong nếu gì đâu không. Rồi cảm ơn bạn. Ừ, cho tôi mượn lại màn hình đi, tôi giảng lại đi. Muốn khan tiếng với các bạn luôn. Rồi cho mượn lại màn hình bạn ơi. Dạ. Rồi các bạn để ý nghe giảng giùm nha. Đã biết là học buổi tối là mệt. Trời, người giảng cũng mệt, người học cũng mệt. Thì thôi mình ráng mình học thôi chứ. Bây giờ cứ học mà không có để ý gì hết trơn. Tôi giảng bao nhiêu cũng giống như y chang như vô nghĩa. Vậy là chết tôi rồi. Mà chết các bạn luôn nữa. Chết các bạn điều đầu tiên đó. Chứ tôi đâu cần đi thi, tôi đâu cần qua môn. Đúng không? Tôi đâu có cần tích lũy lượng kiến thức này nữa. Tại tôi tích lũy rồi. Giờ tôi nhớ rồi, các bạn chưa nhớ nè thì các bạn phải ráng các bạn nhớ chứ.
Rồi bây giờ là thứ nhất nè, xây dựng lại nè, làm một bài này rồi mấy bài khác tự làm theo nha. A nè, tôi làm lại cho một lần. Đồng chí nào mà nãy giờ lười không học hành gì làm ơn coi giùm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đỉnh đúng không? A, B, C, D, E, F, G, H. Rồi tôi giảm sai xuống mình cho dễ nhìn. Rồi tương tự A, B, C, D, E, F, G, H. Tôi để cho nó gần gần lại cho các bạn dễ xem. Rồi khu vực này nè. Tô màu luôn đó nha. Rồi bây giờ nhìn kế bên đánh qua thôi. À không có kề với nó. Bây giờ đầu tiên cái cách chị đánh nhanh nè. Bởi chị đánh rồi mình chắc quên tiếp rồi. Nhìn quan sát đứa nào có kề đánh một trước đi. Mấy đứa còn lại không phải một thì nó sẽ là, nó sẽ là không. Được chưa? Rồi vậy bây giờ làm sao? A kề với B và C. Như vậy 1-1. Những đứa khác không phải, sao không, xíu đánh sau. B kề với ai? B kề với A, với C và với E. A, C, E. C kề với A, B và D. A, B. Đúng không? D. Tỉ dòng này đừng có coi chừng nhìn nhầm với là cái dòng phía trên này, tôi thêm một dòng nữa cho để thấy xa xa. Rồi, A, B, D. Tiếp tục D kề với ai? C, E, F. Đúng không? C, E. E nè. F nè. Đúng chưa? Rồi, ai nữa? E, E kề với ai? B, D. Đúng chưa? B, D. F, F kề với ai? F kề với D, G, H. Như vậy F, D, G, H. G kề với ai? F với H. Đúng không? F, H. Rồi, H kề với ai? H kề với lại F và G. F, G. Rồi tất cả những đứa còn lại là không thôi. Được chưa? Và bây giờ đầu tiên bạn sẽ có gì? Bây giờ tôi duyệt cho bạn theo thuật toán luôn nè. Bạn có cái mai trận C đúng không? Đúng chưa? Bạn có cái mai trận C. Mai trận C của bạn cũng có các chỉ số. Thì lúc này bạn thấy là chắc chắn thằng C, mặc dù mình phải báo 100, nhưng mà ở đây bạn cần bao nhiêu đỉnh là đủ. Thì 2, 4, 6, 8, tức là số lượng đỉnh thực tế để nó làm việc là chỉ cần 8 thôi. Như vậy tức là chỉ số 0, chỉ số 1, chỉ số 2, chỉ số 3, chỉ số 4, chỉ số 5, chỉ số 6, chỉ số 7 là đủ. 8 được. Tương ứng với 8 đỉnh. Lần đầu tiên bạn sẽ liệt kê ra các thằng C này đều ở trạng thái là 1, tức là chưa được xét. Phải chưa? Đây. Đó, chưa được xét. Nhớ dùm. 1 là chưa xét. Xét rồi sẽ là 0. Rồi sau đó bạn có một cái mảng nữa, đó là mảng BFS. Và chỉ số để duyệt anh này là NBFS, nó bắt đầu từ 0. Như vậy tức là hệ nói tới chỉ số này thì có phải là chỉ số của cái mảng này bạn đầu cũng xin là 100 phần tử. Như vậy tức là cái chỉ số 0, 1, 3, 4. Bạn biết chắc chắn đồ thị này có 8 đỉnh thì cái kết quả nó duyệt là cũng phải đủ 8 đỉnh rồi. Còn vấn đề thứ tự 8 đỉnh nó thì duyệt như thế nào đó là cái chuyện của kết quả mình duyệt bằng thuật toán. Rồi để sẵn đây, NBFS bắt đầu từ 0. Tiếp tục, cái mảng bên đây nè, cái mảng mà trận kề của mình á, nó được gọi là mảng A nhỏ nè.
Được chưa? Rồi bây giờ đầu tiên làm cái gì? Đỉnh bắt đầu, đúng không? Vậy mình có cái thằng hàng đợi đi, để tôi xây dựng cho bạn một cái hàng đợi. Nhà tôi xây dựng cho bạn cái hàng đợi. Và cái hàng đợi ví dụ như là nằm trong cái thằng đó là màu xanh này đi. Đây là thằng hàng đợi quy nè. Đầu vào là đậu bên đây. Để chưa? Đầu vào là đầu bên đây. Đầu ra là đầu này. Thì hàng đợi tính chất là vào ở đuôi, ra ở đầu mà. Mà đầu nó chính là gì? Front, đuôi nó chính là rear hay cái gì đó phải không? Thì mỗi lần thêm vô là post vô. Lấy phần tử ra là pop ra. Thì cái này từ cấu trúc dữ liệu giải thuật một biết rồi. Bây giờ đầu tiên vô là hàng đợi rỗng. Tôi nói tôi muốn bắt đầu từ D. Đúng chưa? Bây giờ tôi giả sử đó là tôi duyệt luôn cho bạn đó là D này của bạn đó. Là tôi lấy bằng đúng ký tự này luôn, chứ đáng lẽ là người ta ánh xạ qua thì anh này phải là không, anh này là một, anh này là hai, tương tự. Tức là không này nhìn biết C0 tức là đang biết thể hiện cho cái đỉnh A đó. C1 là đỉnh B. C2 á là đỉnh C. Tương tự tới C7 là đỉnh H á. Rồi, vậy bây giờ đầu tiên duyệt từ D thì bớt thằng D vô. Bớt D vô thì tại hàng đợi đang rỗng thì nó vô nó nằm luôn ở đầu front thôi. Phải chưa? Như vậy khi nó nằm ở đầu front rồi thì sao? Mình sẽ cho giá trị tại đây đã được xét. Không. Như vậy xíu có xét ra nữa không? Không. Xíu mà có đứa nào mà kề mà lại C0 á là không xét nữa. Tại vì nó xét rồi. Tiếp tục làm sao? Bước tiếp theo làm gì? Trong khi hàng đợi khác rỗng, post xin lỗi, pop ra một đứa. Như vậy pop ra một đứa thì nó mất. Đúng không? Lấy ra mà. Như vậy lúc đó thì sao? Đưa vào kết quả. Thực tế là nó đưa vào đó là cái gì? Nó đưa vào là số 3 đó. Nhưng mà tức là tôi đưa chữ D cho bạn luôn đó. Để cho bạn dễ hình dung. Để cho nó sẽ đưa vào số 3 đó. Nha. Như vậy bây giờ nó đưa vào D. Nó sẽ sao các bạn? Nó tìm những đứa nào là kề với đứa này. Nó đưa vô. Đúng chưa? Nó kề với đứa này nó đưa vô. Thì đây nè, đúng tính chất thuật toán của mình nè. Lúc cài đặt nè. Đây, phóng to ra cho coi. Nè, bớt vô nè. Đúng không? Đổi trạng thái nè. Trong khi hàng đợi rỗng, lấy ra đứa. Đưa nó vô kết quả. Tăng chỉ số bên cái thằng mảng kết quả lên. Bắt đầu duyệt tìm những đứa nào kề với nó. Đẩy vô. Rồi, vậy bây giờ sao? Đây, đưa vô đây rồi. Vậy NBFS sau khi được thêm, tự tăng lên một. Sau đó tìm tất cả những đứa là kề với đứa này. Kề bằng cách là gì? Chạy V kép đi từ đầu cho đến cuối. Tức là chạy từ chỉ số này cho đến chỉ số cuối. Trên tại cái dòng thứ cái đứa mới vừa được lấy ra thì thằng này chính là D, tức là tại dòng này. Được chưa? Nó xét những đứa này nè. Những đứa nào là kề đưa vô bằng cách đỉnh nó phải là đỉnh chưa được duyệt. Tức là nó kiểm tra là gì? Nếu C thứ cái đỉnh đó đúng không? Như vậy đầu tiên nó là nó duyệt tại vị trí thứ không. Thì tức là tại đỉnh A. Nó coi gọi là C tại đỉnh A này nè. Xét chưa? Đúng chưa? Rõ ràng hồi nãy mình đã cho nó xét rồi, nhưng mà mình đã đẩy sai giá trị. Tại sao? Tại mình nói đó là đỉnh của mình đưa vô là đỉnh D. Đỉnh D thì ngay tại vị trí này nè, mới là không nha. Tại vị trí này mới là không. Bây giờ là mình xét tới thằng A. Như vậy thì sao? D có kề với A không? Đầu tiên là coi cái đỉnh A này xét chưa. Đỉnh A chưa xét nè. Như vậy nếu đỉnh A mà là kề là sẽ đẩy thằng đỉnh A đi vô trong hàng đợi đó. Như vậy thì lúc này sao? Chưa xét. Nhưng mà nó không có kề. Thì coi như điều kiện bị sai thì qua tiếp. Một. Thì một cũng chưa xét nhưng mà không có kề. Đi tiếp. Qua hai đúng không? Hai cũng chưa xét. Có kề. Như vậy đưa vô. Như vậy là đưa thằng gì? Thằng C vô. Thực tế là nó đưa con số 2 vô đó nha. Nhưng mà tôi cho bạn cái tên của cái đỉnh để cho bạn dễ hình dung đó. Vậy bây giờ đưa vô được thằng D rồi. Thì bây giờ nó sẽ đổi trạng thái thằng này qua thằng đã gì? Không, tức đã duyệt. Tức là đã đẩy vô được, đã đi qua được cái đỉnh đó để đẩy vào hàng đợi đó. Rồi tiếp tục làm gì? Đi hai xong rồi thì đi tới ba. Thì coi như có kề không? Rồi đầu tiên xét đỉnh này xét chưa? Xét rồi, bỏ, không xét nữa. Tiếp tục qua tiếp. Đỉnh E đúng không? Có kề. Đỉnh E có xét chưa? Đỉnh E là giá trị gì các bạn? Đây là A, B, C, D, E nè. Chưa xét. Như vậy lại có kề. Như vậy sao? Đưa E vô. Được chưa? Đưa E vô. À, đưa E vô thì vị trí này nè. A, B, C, D, E. Ngay đây. Không. Đó là xét rồi. Tiếp tục.
xét tới E rồi, xét tiếp tới F. Đầu tiên bên đây CF xét chưa? Chưa xét. Có kề không? Có. Đưa vô. Như vậy F. Đồng thời ở đây từ 1 sang thành 0, tức là đã xét rồi. Rồi tiếp tục xét tiếp G. G bên đây chưa xét nhưng mà không có kề. H, H bên đây chưa xét nhưng mà không có kề. Như vậy dừng được ở mức 1. Hết bước 1 rồi đó. Bây giờ hết bước 1 rồi thì sao? Tiếp tục thì sao các bạn? Coi hàng đợi có rỗng không? Nếu không rỗng, lấy ra một đứa. Như vậy bây giờ lấy ra sẽ là lấy thằng nào? Lấy thằng C. Lấy thằng C thì đưa thằng C vào kết quả. Như vậy, đưa thằng C vô đây. Chỉ số NBFS từ 1 lên 2. Đúng chưa? Rồi, lấy ra xong thì sao? Tiếp tục tìm những đứa nào là kề với C. Như vậy kề với C là nhìn tại cái dòng C. C có kề với A. Đầu tiên tại chỉ số 0 chưa được xét, kề với A. Vậy đưa A vô. Đưa vô xong bên đây đổi trạng thái đã được chuyển. Tiếp tục kề với B. B chưa được xét, đưa về vô. Đưa vô xong đổi trạng thái. Tiếp tục sao nữa? Xét tiếp C. C xét rồi. D. D xét rồi. Đúng không? A, B, C, D nè. D xét rồi. Như vậy không đưa vô nữa. Tiếp tục mấy đứa sau thì sao? Không có kệ thôi, bỏ qua đi đúng không? Chứ đáng lẽ là nó sẽ xét từng đứa. À, đến thằng G, thằng H đó thì chưa được xét. Nhưng qua bên này tại nó không kệ, cho nên nó không đưa vô. Như vậy khi đó rồi thì sao các bạn? Coi như xong được lần này. Tiếp tục kiểm tra hàng đợi có rỗng không? Hàng đợi không có rỗng. Pop ra đứa. Như vậy tức là lấy ra thằng E. Lấy ra thằng E thì sao? Cho thằng E vô đây. Tiếp tục chỉ số NBFS lên 3. E lên đây thì bắt đầu đi tìm những đứa kề với E. Thì tức là quan tâm lại dòng này. Thì đầu tiên cũng chạy từ 0. 0 xét rồi. Bỏ. Đúng không? 1. 1 xét chưa? 1 xét rồi. Bỏ. 2 xét rồi. Bỏ. 3. Tức là tới giá trị của đỉnh D đó. Xét rồi. E xét rồi. F xét rồi. Tới G chưa xét nhưng mà G không có kề, bỏ. H chưa xét nhưng mà H cũng không có kề, bỏ. Như vậy không có đứa nào thêm vô mới nữa hết đấy. Tiếp tục quay trở lại, hàng đợi còn rỗng không? Hay là không rỗng? Không rỗng thì lấy ra đứa. Giờ không rỗng, lấy ra đứa. Là thằng F. Được chưa? Thằng F. Thì bây giờ sao? Lấy ra thằng F, tìm những đứa kề với F. Kề với F, bắt đầu xét nè. Bắt đầu chỉ số thứ 0, đỉnh 0 duyệt rồi. Bỏ khỏi xét kề hay không? 1 rồi, C rồi, D rồi, E rồi, F rồi. G chưa nè, G có kề không? Có. Có thì sao? Đưa G vô. Thấy chưa? Như vậy, đưa vô thì bên đây đổi. Tiếp tục H. H chưa được duyệt nè. Như vậy bây giờ lúc này sao? Có kề, đưa H vô. Anh này xem thành trạng thái không. Rồi, sau đó là sao? Tiếp tục pop ra một đứa. Tại vì thằng hàng đợi này chưa có rỗng. Như vậy lấy ra đứa là A. Đúng không? Như vậy A mất khỏi hàng đợi, đưa vô đây. Như vậy chỉ số NBFS tăng lên là gì? Hồi nãy quên tăng. Giờ nó lên 5 rồi, vô 4 xong lại lên 5. Thì bây giờ tìm những đứa kề với A. Nhưng mà tất cả những đứa này, đỉnh này đều xét hết rồi. Như vậy khỏi cần qua tới ma trận kề. Điều kiện đầu tiên nó bị sai rồi. Là cái điều kiện gì đó? Đây nè. C tại vị trí đó phải là bằng 1. Mà biết như vậy tức là coi như bằng 1 sai thì thôi khỏi xét. Đây nó xét hết rồi, còn có C nào mà nó bằng 1 đâu. Như vậy không cần phải xét kề. Tiếp tục chưa rỗng, lấy ra đứa nữa. Như vậy đưa vào kết quả B. Cũng vậy, lấy ra đứa. G vô kết quả. Tương tự lấy ra đứa, H vô kết quả. Thì nãy giờ mỗi lần cứ thêm là thằng BFS xong là cứ tăng. Rồi xong hết việc này là N BFS sẽ lên là 8. Rồi, như vậy sao? Hàng đợi rỗng, dừng. Phải chưa? Đó là cái cách bạn chạy theo thuật toán. Thì thay vì tại tôi đưa cho bạn là DCD thì chẳng qua nó là gì? Nó sẽ là con số á. Rồi ứng với con số này thì bạn trả ra ký tự tương ứng thôi. Thì đây nè, kết quả duyệt có phải không? D mức 0. C, E, F. C, E, F nè. Rồi tiếp tục con của C là ai? A, B nè. Rồi tiếp tục tới con của E. Thì có B với D có rồi khỏi. Vậy con của F thì có gần ha. Thì vậy đây là giải kết quả cuối các bạn.
Rồi được chưa? Đó, chạy theo đúng, chạy tay theo đúng thuật toán luôn đó. Còn nếu mà chạy tay bình thường thì sao? Thì tự kiểm soát là đỉnh nào đã có trước đó rồi thì không việc nữa. Rồi dừng lại vài phút, có ai thắc mắc cái gì thì nào. Đi thi mà làm bài này thì mình sẽ viết bằng lời hay là mình sẽ vẽ hình cô? Đi thi không có, người ta sẽ kêu bạn là lập ma trận kề. Nếu có nữa, người ta kêu bạn cho biết kết quả duyệt BFS. Ta bằng ghi kết quả cuối nè. Còn nếu mà đi thi trên máy mà cài đặt á, thì dĩ nhiên là phải vận dụng tính chất của BFS, thì phải nhớ hình dung cái cách cài đặt như thế nào. Tại vì ví dụ như là người ta không có kêu duyệt hết các đỉnh. Ví dụ người ta nói là người ta muốn duyệt từ đỉnh E cho đến đỉnh A thôi, mà duyệt theo tính chất của BFS thì nhớ tính chất rồi cài đặt rồi nó dừng khi nào đó. Rồi cho vài phút quan sát, thắc mắc cái gì thì hỏi. Bây giờ duyệt nhanh đi, ví dụ tôi nói tôi bắt đầu từ F. Kết quả duyệt BFS từ F sẽ là gì các bạn? F trước nè, rồi tới gì? F rồi tới gì? B D, G, H, H C, E. C E Rồi tới A, A B. B Thì đó bây giờ nếu mà đứa nào vẫn ủa sao cô duyệt nhanh vậy thì bây giờ về làm tay từ từ đi rồi phát hiện ra quy luật. Chứ bây giờ nói quá trời nói xong cuối cùng nó cũng không có hình dung khái niệm mức 0, mức 1. Quên mất khái niệm ca nhị phân hết trơn rồi. Bởi vì chưa thi cấu trúc dữ liệu giải thuật 1 là vậy. Bây giờ phải nhớ thôi, đúng không? Mức 0, đi hết mức 0, đi hết mức 1. Rồi bắt đầu đi tìm con của từng đứa trong mức 1 theo đúng thứ tự của nó. Đứa nào có rồi thì không liệt kê lại. Ví dụ giờ kêu bắt đầu từ A coi thì sẽ là gì? A, B, C, E, đúng không? D, rồi tới gì? F, G, H. Mà bắt đầu từ H thì sao? H, rồi tới gì các bạn? F, G, D, C, E, A, B. Đó. Còn nếu mà không có cái ma trận kề này xin thưa với bạn, nó ra cả rừng đáp án luôn. Được chưa? Nó ra cả rừng đáp án luôn. Tại vì nó thích thứ tự nào trước là chuyện của nó mà. Miễn sao đảm bảo được đúng thứ tự con thôi. Tức là ví dụ như bây giờ không có cái anh này, không có ma trận kề, đề không có yêu cầu xây dựng ma trận kề hay là duyệt theo ma trận kề, duyệt kết quả BFS theo ma trận kề, thì bây giờ nếu mà bắt đầu từ D thì có thể là D, C, E, F. Đây là một kết quả thôi đó. Có thể là gì? D, E, F, C. Miễn sao nó liệt kê cấp nào đó là mức 1 sâu ngay thằng mức 0 thôi chứ. Thì cũng có thể là gì? D, C, F, E. Đúng không? D, F, E, C. D, F, C, E. Đó, chỉ cần nó là nó đổi như vậy không là cái đuôi phía sau nó có thêm mớ thứ nữa nên nó đổi. Nên rất nhiều trường hợp kết quả đối với lại BFS miễn sao đảm bảo được cái giá trị đó là gì? Theo từng mức. Rồi tương tự ở dưới nè, duyệt nhanh nha. Bây giờ nãy đâu rồi cái đề tôi nói là anh nào bắt đầu từ đầu đây, 2.35 bắt đầu từ F. F là đây. F rồi tới gì các bạn? Nếu theo thứ tự nha, tức là đánh thứ tự đỉnh cũng theo đúng thứ tự alpha b luôn, tức là 0 1 2 3 4 5 6 7. Thì như vậy thì F sẽ tới C. Đúng không? C D E. Ha.
F, C, D, E, H. Rồi tới ai? B B. Rồi tới G. Go, go. Rồi tới đó mới tới A cuối cùng. Được chưa? Coi vậy A có phải là mức 3 không cô? A, ừ, nó là mức cuối cùng á. F là mức 0 thì mấy cái thằng như là D, C, D nè. E với lại H là mức 1. Rồi coi như là thằng ở tới trên thằng C thì mới đi qua được tới thằng B. Thì là coi như nó là mức 2. Thằng G cũng là mức 2, thằng A là mức 3. Rồi, ví dụ như cái hình bên đây, nãy tôi nói tôi bắt đầu từ V mấy? V3 phải không? Cái này là có hướng là nó khác rồi phải không? Có hướng thì kệ á, là phải đúng là mũi tên từ anh nào tới anh nào thì mới là kệ. Ví dụ trong trường hợp này thì rõ ràng là V3 nó kề với V6, nhưng mà V6 nó không có kề với V3. V3 nó không có kề với V0 mà chỉ là V0 kề với V3 thôi. Đúng không? V3 kề với V4 nhưng mà V4 không kề với V3. Như vậy ma trận kề của mình trong trường hợp này đánh khác. Bây giờ tôi đánh cho lại cái trường hợp trong cái câu này ha. Là anh này đồ đồ thị có hướng. Đó là cái file Excel hồi nãy thôi rồi. Rồi đây tôi qua cái sheet mới đi. Rồi bây giờ ví dụ như của mình á, là mình đang có từ V1 cho đến V0 cho đến V7 phải không? Ở V0 nè, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Tương tự đúng không? V0, V1. Hình như nó có tính năng tăng dần đúng không? Phải đúng là may quá. Thì cho nó đỡ khổ thôi chứ không gì chứ. À, mình cho nó khích lại để mình dễ nhìn. Đi thi là vẽ là đàng hoàng nha. Rồi, không khung. Cô phóng to tí được không? À, đang phóng. Được chưa? À, được chưa? Cái này được chưa? Ok rồi. Rồi, À, được rồi. rồi bây giờ V0 với V0 có cạnh vòng không? Không có đúng không? Bây giờ chỉ xét V0 tới ai thì nó kề với người đó. Như vậy V0 kề với V1, kề với V2 và kề với V3. Như vậy 1, 2, 3. Mấy đứa khác sẽ là không, tiện sau. Tới 1, 1 tới 2, 1 tới 4 và tới 5. Như vậy 1 tới 4 và tới 5. 2, 2 tới 2. 2 chỉ có duy nhất tới 6 thôi. Như vậy 6. 3, 3 tới 2, 3 tới 2 đứa, 3 tới 4 với lại tới 6. À, tới 4 với tới 6. Như vậy 4, 6. V4. V4 tới 2. V4 có tới duy nhất 7 thôi. Như vậy là 7. V5. V5 tới V3 và V7. V5 tới V3 và tới V7. V6. V6 là nó chỉ có tới V7 thôi. Như vậy V7. V4 hình như có tới V2 nữa kìa cô. À, xin lỗi tôi nhìn thiếu là cảm ơn bạn. V4 có V2 nữa. Rồi. 1 đúng không? Rồi, V7, V7 tới ai? V7 không có tới ai, ai cũng tới nó, nó không tới ai. Rồi như vậy những đứa còn lại là gì? Không. Căn nhớ cho dễ dòm ha. Rồi, bây giờ mình có cái giá trị này rồi. Bây giờ xét thôi, V3. Mình nhìn thử thôi, V3 trước, đúng không? V3 kề với ai? V3 kề với lại V4, V6. Rồi, nhìn vô ma trận kề, càng dễ dò nữa. V3, V4, V6. Tiếp tục, vậy là hết bước 1 rồi.
đúng không? V3 đây nè, kề có tới V4, V6 thôi, hết bước 1 rồi, tiếp tới V4. V4 kề với ai? V4 kề với lại V2, với lại V7. V2, V7 chưa liệt kê. V2, V7. Tiếp tục tới V6. V6 kề với ai? V6 kề với V7, liệt kê rồi, khỏi. V2 kề với ai? Với V6 liệt kê rồi, khỏi. V7 kề với ai? Không kề với ai hết. Vậy giờ làm sao nữa? Hết rồi, không duyệt được. Biết tại sao chỉ có duyệt được có nhiêu đây không? Nguyên nhân tại vì đồ thị này là đồ thị không liên thông. Cho nên không thể nào duyệt được hết tất cả các đỉnh. Đó là câu khẳng định. Bạn cũng có thể đó là sau khi bạn vẽ cái hàng ma trận này xong, ma trận kề xong mà khẳng định đây là đồ thị không liên thông. Thế nào đồ thị không liên thông? Cái lúc giảng cô có nói đó, là đồ thị mà bạn xuất phát từ một đỉnh bất kỳ, bạn không thể nào đi được hết tất cả những đỉnh còn lại. Đó là đồ thị không liên thông. Còn đồ thị liên thông tức là bạn đi ở bất kỳ một cái đỉnh nào, bạn đều có thể đi được hết tất cả các đỉnh còn lại. Đó mới là đồ thị liên thông. Như vậy nếu đồ thị không liên thông thì khi bạn duyệt mà đi qua tất cả các đỉnh sẽ là không khả thi, tức là không thực hiện được luôn đó. À, đó là cái câu trả lời dành cho việc này. Còn dĩ nhiên nếu mấy cái này mà trở thành đó là gì, vô hướng, ôi cuộc đời hạnh phúc đúng không, qua trời thứ có cái gì đâu. À, đó là cái kết quả thực hiện. Có ai thắc mắc cái gì không? Còn ví dụ sẵn tiện là nói luôn bên đây đi, ví dụ đi đây nè, 2201 2030 2341 1010. Ví dụ trong trường hợp này thì làm sao các bạn? Từ từ để tôi đưa vô cái hình trong PowerPoint đi nha. Ở bên đây nó bật bên nó chán lắm, cho nên là để đưa vào trong PowerPoint cho dễ xử. Tôi chèn cái hình nó vô. Đâu rồi, trên desktop cái hình mới chụp đây. Rồi đây, ma trận dày đúng không? Rồi để chiếu nè, để vẽ cái hình này đây. Dùng trên PowerPoint nó dễ xử hơn. Rồi bây giờ coi như là anh này là đỉnh A này, đúng không? Mình quy ước, mình giả sử B, C, D, A, B, C, D. Như vậy cứ vẽ đại bốn đỉnh đi. Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D. Rồi. Như vậy là biết A sang A nè, tức là nó là cạnh vòng, tức là đây. Trọng số là 2. Đây là A sang B nè, đúng không? A sang B. Bạn nhìn vào cái đồ thị, bạn có thể biết là đồ thị này có hướng hay là đồ thị vô hướng. Bạn thấy A sang B là 2, mà B sang A cũng là 2. Rồi A sang C là 0 thì tức là nó không có kề. C sang A cũng không có kề. A sang D là 1, 1 sang D. À, xin lỗi, D sang A cũng là 1. Như vậy tức là đồ thị này là đồ thị gì? Vô hướng. Như vậy không cần phải vẽ cái mũi tên làm gì. Tức là ngay đây nó chỉ là một cái cạnh vòng thôi, nó có trọng số. Đây là đồ thị vô hướng có trọng số, được chưa? A sang B là 2, như vậy đây 2. A sang C là 0, tức là không có kề á, không có đứa nào mà kề mà trọng số mà bằng 0 hết trơn á. Giờ tiếp tục đó là gì? A sang B là 1, như vậy A sang B cạnh này là 1. Tiếp tục B sang A là 2, có rồi. B sang B không có, tức là không có cạnh vòng ngay tại B. B sang C là 3, như vậy qua đây, cạnh này là 3. B sang D là 0, tức là không có. C sang A là không có. C sang B là 3, đây giờ nó đúng đó rồi. C sang C là 4, tức cạnh vòng á là 4. C sang D là 1, tức đây 1. D sang A là 1, có rồi. D sang B không có. D sang C là 1, có. D sang D là 0, tức là không có cạnh vòng. Đây chính là đồ thị của câu này. Rồi, giờ thời phút có ai thắc mắc cái gì thì nào.
Đấy đó, thì có thể là tự xác định những câu còn lại rồi đúng không? Anh này là coi như có tới 5 A, B, C, D, E. Thì cứ vẽ ra trước thôi. Rồi đứng nào kề với nhau thì quẹt chúng nó lại với nhau. Phải không? Thậm chí người ta có thể cho gì? Người ta cho kết quả duyệt BFS của đồ thị vô hướng không trọng số. Người ta yêu cầu mọi người hãy cho biết hình đồ thị đó như thế nào thì cũng được thôi, đúng chưa? Mọi người bắt trang ngược về, bắt đầu từ đỉnh nào và những đứa nào kề với nó thì thực hiện cái việc kề đó, đúng không? Rồi cứ lan tỏa tiếp. Đó là ý tưởng thực hiện thôi, tức là người ta cứ chọn xuôi ngược gì đó, mình đều có thể dựa trên tính chất của nó để mình làm gì, mình trả kết quả ngược về, được chưa? À, hoặc là ví dụ như anh phía dưới đây nè, đó mấy cái này để từ từ đi, khi nào tới chừng ôn tập rồi gửi nguyên cái file này cho, còn giờ lúc làm thì cứ làm tuần tự từ từ thôi nha, để cho bạn dễ hình dung thôi chứ không gì hết nhiều lắm, lo gì. Mới đang sử dụng ma trận kề thôi nha, chưa có sử dụng tới danh sách kề. Rồi bây giờ ví dụ nhìn cái hình của bài số 4 này đi. Đây là Y ngắn nha. G, E, H, C, D, B, E, đã F. Hãy cho biết đây là đồ thị gì. Nhìn vậy thì cũng biết đây là đồ thị vô hướng đúng không? Tìm các chu trình trong đồ thị. Chu trình ở đây bữa sau tới cái phần DFS đi rồi nói chu trình sau. Nha. Khái niệm chu trình để ai mà có đọc tài liệu đọc thêm chu trình Hamilton chu gì đó là tới chừng đó rồi, để bữa sau nói, bữa nay nói nó bị loãng, tức là nó quên mất tính chất của BFS. Người ta kêu xây dựng ma trận kề, danh sách kề, nhưng ma trận kề biết xây dựng rồi, danh sách kề thì hôm bữa cũng nói ý tưởng xong. Thì ví dụ như thằng A đi, thì kề với A là có B có C đúng không, thì chắc chắn là cái anh danh sách kề của tại cái thằng first thứ không sẽ là gì, nếu mà C vô sau thì C nằm đầu. Như vậy C rồi liên kết tới B rồi liên kết tới A. Đó là của cái anh danh sách kề đầu tiên. Tới B thì sẽ có là gì? Có A, có D, có F. Như vậy nếu mà A được đưa vào trước thì sẽ là gì các bạn? A xong rồi tới D rồi tới F. Như vậy tức là F nè. Tại first, tại vị trí thứ một đó, tức là dành cho danh sách kề của đỉnh thứ một là đỉnh B. Thì sẽ là F rồi liên kết tới D rồi liên kết tới A rồi liên kết tới B. Phải chưa? Đó, về nhà coi lại những cái việc đó nha. Thế cho tới chừng bữa sau, tới chừng mai mốt phải ngồi cài đặt cái thằng BFS mà sử dụng tới cả danh sách kề, cái ngồi đó ngáo ọp luôn, tại vì quên cả cái việc đó là duyệt. Bây giờ duyệt ở bên ma trận thì nó dễ, cho nên cái ý tưởng thuật toán nó mới là duyệt dựa trên ma trận. Chứ còn bên đây nó phải là đỉnh chưa xét, đồng thời nó phải nằm trong danh sách kề. Thì cái việc mà nằm trong danh sách kề phải là gì? Search trong danh sách liên kết đơn. Phải chưa? Thì lúc đó nó lại khác. Nhưng mà được cái nó sẽ lại gì? Nó tiết kiệm bộ nhớ hơn. Đúng không? Nó tiết kiệm cái bộ nhớ không gian lưu trữ, nó trong trường hợp là gì? Bạn sẽ kề. Nhưng mà cái ma trận kề nó lưu bằng cái mảng 2 chiều. Nó cũng không có chiếm nhiều đâu, tại vì nó chỉ chiếm bằng đúng số lượng đỉnh của đồ thị thôi. Còn cái thằng danh sách kề nhiều khi do bạn cấp phát động, nó chỉ có cái lợi thế được là cấp phát động thôi. Không cần thì bỏ nguyên cái danh sách. Nhưng mà rõ ràng á là cái việc nó đi lặp lại các cái giá trị đỉnh là có, cho nên thường khi mà cài đặt bằng cái việc duyệt này á, trong đồ thị á, người ta thích sử dụng ma trận kề hơn là danh sách kề, được chưa? Đó là như vậy. Hệ thằng danh sách kề thì mất công nó phải thực hiện thêm các thao tác duyệt trên danh sách liên kết đơn. Đó là cái tác dụng của việc này. Rồi ví dụ duyệt BFS bắt đầu từ các đỉnh, ví dụ như A, B, D, còn DFS bữa sau mình tìm hiểu. Bây giờ đỉnh A đi, bắt đầu từ A đi. Duyệt BFS thì sẽ là gì? A nè, giả sử theo đúng thứ tự alpha B nha, để đưa vào ma trận kề. Thì sẽ tới gì? B, C. Rồi sẽ tới gì các bạn? D, F, H. Rồi sẽ tới gì? G, đúng không? Rồi sau đó tới gì? E. Rồi mới tới Y. Đó là thứ tự duyệt BFS. Rồi, nếu bắt đầu từ B, B là mức 0, thì sẽ là B, A, D, F, H. Rồi A thì sẽ tới C, đúng không?
C xong sau đó tới ai? E. Xong sau đó tới G. Rồi tới Y. Đó là nếu bắt đầu từ B. Nếu bắt đầu từ D sẽ có cái gì? D, B, C, E. Đúng chưa? D, B, C, E. Rồi A, F, A, G, Y. Đó là bắt đầu từ đề. Đó, về nhà cứ thử cho bắt đầu đỉnh khác đi rồi ngồi dọ so với lại kết quả chạy chương trình. Phải không? Là mình mô phỏng được thôi. Đó, toàn bộ BFS. Rồi, có ai thắc mắc cái gì thì nào? Xin lỗi, bên đây nó có cái nhà nào nó đang đập ồm ồm quá. Để tắt mic nha, ai thắc mắc thì cứ nêu nha. Rồi, còn ai thắc mắc gì về BFS không? Tuần này mình học thực hành thì mình cài đặt qua cái phần counting shot đúng không? Dạ đúng rồi con. Rồi, còn gì thắc mắc không? Còn không thì cho hôm nay cho nghỉ sớm vài phút. Về coi bài, đọc trước slide dùm phần DFS nha. DFS thì nó sẽ đi theo chiều sâu, nó không đi theo chiều rộng. Chiều rộng là theo từng mức, chiều sâu là nó đi xa nhất có thể ở mỗi một nhánh. Rồi, nếu không còn gì thì thôi lớp nghỉ. Rồi, vậy nha, chào các bạn. Dạ, chào cô. Em chào cô. Em chào cô.